Thỏ đi tìm cỏ ai ngờ, lại bị sói gặm không còn manh áo. Cô nữ sinh này bạo gan số 2 thì không ai dám số 1, không biết thế nào mà lại một mình lên ba tìm kiếm đối tượng. Cô tên là Kiều Tiểu Mộc, đang loay hoay tìm cho mình một chàng trai đẹp mã, thì ôi thôi, mục tiêu vừa hay xuất hiện trước mắt cô. Cô không thể tin vào mắt mình nữa, trước mặt cô đang là một chàng trai đẹp đến nỗi khiến người ta phải chảy cả nước miếng. Hay ra, đúng là trai đẹp làm mờ con mắt. Tiểu Mộc nhanh chóng tiến lại gần để tiếp cận chàng trai nọ, cô liền nở một nụ cười dịu dàng và nhẹ nhàng cất lời. Anh chàng đẹp trai, xin anh giúp tôi một việc. Rất đơn giản, anh chỉ cần ngồi một chỗ không cử động là được. Anh chàng chưa kịp đáp lại thì cô đã lao vào anh hôn lấy hôn để. Ôi trời, trần đời hai mươi mấy nồi bánh chưng trôi qua, mà admin manga chưa từng thấy cô gái nào chất chơi như cô này luôn đó. Tiếp đến cô nhanh tay rút điện thoại và chụp lại nụ hôn ngọt ngào này. Tính mưu đồ tống tiền hay tống tình con nhà người ta thế nữ chính ơi. Thật không may, chàng trai này cũng đâu phải ngoan như cún, mặc sức cho cô muốn làm gì thì làm. Anh dùng tay sờ soạng và đáp lại bằng một màn đá lưỡi rất cháy bỏng. Đúng là mỡ dâng đến miệng mèo thì có mèo nào chê đâu. Tiểu Mộc nhanh chóng thoát ra, cô chửi anh là lưu manh và vô liêm sỉ. Nhưng hắn lại chép miệng, tôi lưu manh. Rõ ràng là cô hôn tôi trước, bây giờ lại đổ thừa cho tôi. Vừa dứt lời, Tiểu Mộc hất thẳng ly rượu vào mặt anh ta, anh rửa mặt cho tỉnh táo lại đi. Ôi trời ơi, các cụ dạy không sai mà, phụ nữ đúng là thật khó hiểu, mới câu trước còn khen người ta đẹp trai các kiểu, chủ động sắp vô thế mà giờ lại quay ra dùng vũ lực với người ta. Theo như kinh nghiệm đu chuyện bao nhiêu năm của admin manga, thì 99% là cô này đang thất tình nên mới gan to tày trời đến vậy, cam đoan chắc luôn. Tiểu Mộc trở về ký túc xá, sau khi gặp phải những chuyện không hay vừa rồi, cô đã quá mệt mỏi và nằm vật ra giường. Bạn thân liên tục hỏi chuyện, hỏi cô rằng ngày mai có tiệc ở nhà hàng và có đôi cẩu nam nữ nọ cũng đi, và không biết ý cô thế nào. Cô đáp lại một cách bâng quơ, và chợt phát hiện ra chiếc điện thoại thân yêu của mình đã không cánh mà bay. Chuyển tiếp đến cảnh ở nhà hàng, Tiểu Mộc và cô bạn thân xuất hiện với váy áo lồng lộn, cô quyết tâm sẽ cho người yêu cũ phải hối hận vì đã bỏ rơi cô ư. Vừa bước vào, thì cô đã chứng kiến cảnh tượng khiến cho người ta dùng mình vì độ sến sẩm. Người yêu cũ của cô đang bón thức ăn cho cô bạn gái hiện tại. Đúng là đôi cẩu nam nữ này muốn cô tức chết đây mà. Chuyện tình tay ba drama cẩu huyết thế này thì admin manga cũng đọc nhiều rồi, nhưng mà biểu hiện này cũng vẫn khiến admin manga rớt hết da gà da vịt ra. Sau đó, nữ chính của chúng ta liền như người mất hồn và bước vào bàn ăn. Thật tức quá, đôi cha nam tiện nữ kia âu yếm nhau thế kia mà cô lại không làm gì được, giờ chỉ có thể ngồi đây mượn rượu giải sầu. Đã thế tửu lượng lại còn kém, mới uống được có mấy chén mà đã chính choáng, phải đi vệ sinh rửa mặt. Ôi, nguy to rồi, bụng dạ biểu tình, cổ họng nhộn nhạo khiến cô phải ba chân sáu cẳng để vào nhà vệ sinh xả. Nhưng mà nó lạ lắm, nơi mà cô chạy vào đúng là nhà vệ sinh, nhưng là nhà vệ sinh nam, cô va phải một người đàn ông quần là áo lượt. Các bạn sẽ nghĩ đến cảnh tượng tình chàng ý thiếp, nữ chính suýt ngã và được nam chính đỡ ư. Không hề các bạn ơi, phân cảnh tiếp theo thật khiến người ta cảm lạnh. Uệ, bao nhiêu sơn hào hải vị vừa ăn đều bị tống khứ ra ngoài sạch sẽ. Tiếp đó, khung cảnh được tua nhanh đến phòng khách sạn. Nam thanh niên này đúng là thừa nước đục thả câu, lợi dụng con gái nhà người ta say xỉn để làm chuyện đổi bại. Nếu em đã thất tình rồi thì vừa khéo đổi một người bạn trai khác đi. Vừa dứt lời thì bị Tiểu Mộc tặng ngay cho quả đấm vào mặt. Ha ha, thế vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Tiểu Mộc vẫn chưa tỉnh rượu, cô liên tục gào thét gọi tên người yêu cũ tên cha nam tiêu thần. Còn tưởng tên đàn ông vừa đưa cô lên phòng là thằng cha ấy cơ. Nhìn cho kỹ đi, tôi không phải tiêu thần. Vậy anh là ai? Hứa Á Thành, tên bạn trai tương lai của em, nhớ đấy. Hóa ra anh ta tên là Hứa Á Thành. Nếu các bạn ngờ ngợ về giao diện thân quen của thanh niên này thì xin chúc mừng, trí nhớ và ánh mắt của các bạn thật tinh tường. Tên nam nhân này cũng chính là anh chàng ở quán bar mà nữ chính nhà chúng ta đã cưỡng hôn ở đầu chuyện. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, đúng là kịch bản chuyện ngôn tình hôn trước xxx sau, rồi mới yêu đương chàng truy ta chạy, nàng ngược ta yêu rồi đây mà. Chưa kịp thấy cảnh giường chiếu mạn nồng gì mà trời đã sáng, nữ chính của chúng ta cuối cùng cũng tỉnh rồi. Fan này hỏng rồi, nằm bên cạnh cô là gã đàn ông không một mảnh vải che thân. Thật xấu hổ quá đi, giá như có cái lỗ nào cho cô chui xuống thì tốt. Thôi thì rút quân đã rồi tính sau. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hứa Á Thành lập tức cho người điều tra thân phận của cô. Anh cũng chợt phát hiện đêm qua lại là lần đầu của Tiểu Mộc. Không ngờ anh lại cưa được con gái nhà lành. Chuyển tiếp đến cảnh ở giảng đường đại học, Tiểu Mộc lên lớp và cô bạn thân hỏi về chuyện tối qua cô đã đi đâu. Cô đành trả lời ậm ừ cho qua chuyện. Nếu lỡ mà nói sự thật chắc bạn cô sốc lắm. Sau đó, hai người rủ nhau ra ngoài ăn trưa. Đúng là khéo quá đi, xui rủi thế nào lại đụng độ vào tên bạn trai cũ đáng ghét. Anh ta chặn cô lại và cầu xin được tha thứ. Trời ơi, mặt trời đang mọc đằng tây sao, vừa hôm qua còn thân thiết, âu yếm bên người tình mới mà nay đã quay ngoắt 180 độ xin Tiểu Mộc quay lại. Anh ta giãi bày rằng ở bên người mới chỉ vì có nỗi khổ riêng.
Úi trời, tưởng nỗi khổ gì mới lạ, chứ vẫn bài ca cũ về tiền và sự nghiệp thì đúng là giảo hoạt, cha Nam đúng là giỏi dùng văn mẫu ghê. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta ôm cô vào lòng và tiếp tục cầu xin tha thứ. Tiểu Mộc lập tức đẩy hắn ta ra, Tiêu Thần, anh đúng là ghê tởm. Cô nói tôi ghê tởm. Kiều Tiểu Mộc, hôm qua tôi nhìn thấy có một người đàn ông bế cô đi vào phòng tổng thống. Hắn nói hắn có cả ảnh chụp là bằng chứng, và dọa sẽ tung ảnh lên mạng cho bản dân thiên hạ coi. Chậc, gã này thích đóng vai làm nạn nhân quá nhỉ. Trên đời lắm chuyện được cười thật, đã chia tay nhau rồi thì hắn ta lấy tư cách gì ghen đây. Mấy ngày sau, trong lúc Tiểu Mộc đang buồn bã vì chuyện gia đình, thì bạn thân hỏi han cô có phải do bài viết trên mạng mà tâm trạng không vui không. Hóa ra có kẻ đã đăng ảnh bôi nhọ cô hành nghề bán hoa. Toang rồi, không biết kẻ nào vu khống đặt điều cho cô. Chỉ một đêm phong lưu thôi mà nay lại thành em gái ngờ anh anh huyền ngành rồi. Liệu việc này có phải tên bạn trai cũ Tiêu Thần hát nước bẩn lên người cô không? Và diễn biến câu chuyện về cô nữ sinh Tiểu Kiều và anh chàng bí ẩn Hứa Á Thành sẽ diễn biến tiếp như thế nào? Mời các bạn cùng tìm đọc bộ truyện Muốn ở bên em tại manhwa.vn hoặc ứng dụng truyện tranh Manhwa để khám phá ngay. Link truyện admin đã cập nhật ở phần mô tả rồi đó nha.